xin mến chào tất cả các quý vị, anh chị và các bạn. Xin giới thiệu với anh chị và các bạn một chiếc xe Mercedes S400 bên mình mới nhập về, sản xuất 2014 và form là 2015, đăng ký lần đầu 2015, màu trắng ngọc trinh. Sau đây mình sẽ review chi tiết chiếc xe Mercedes. Nguyên bản lốp theo xe có khoảng 6 vạn km. Gương tự động. Vì thời gian xe chạy khoảng 6 năm thì cũng có một chút sức sát nhỏ, thì bên mình cho sơn bóng tuốt lại. Đây là bánh sau ạ. Còn khá là mới. Còn đết lốp. Đằng sau của S400 ạ. Cốp tự động. Các keo chỉ xe còn nguyên zin bản. Nguyên bản ạ. Đèn hậu đằng sau cũng khá đẹp ạ. Cảm biến 4 vòng quanh xe. Cánh cửa sau ạ. Phía lái. Bánh đằng trước. Đèn full LED. Cảm biến thông minh ạ. Nói về Mercedes S400 thì là một xe đẳng cấp sang trọng với đầy đủ các tính năng. Vạn 9 mai ạ. Đâu đó nó khoảng trên dưới gần 6 vạn cây ạ. Màn hình full LED. Các ghế da classic còn tương đối mới. Cửa sổ panorama. Điều hòa 4 vùng độc lập ạ. Ghế ngồi chỉnh điện 3 chế độ nhớ ạ. Màn hình full LED. Cái form classic này vẫn là rất là hot ạ. Điều hòa 4 vùng tự động độc lập. Màn hình đằng sau cũng có ghế nhớ, tất cả là 2 chế độ nhớ ạ. Cửa sổ panorama. Khoang nội thất tương đối sang trọng của đẳng cấp của Mercedes ạ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị, anh chị và các bạn. Mong là anh chị và các bạn hỗ trợ kênh cho mình ạ. Nhớ bấm nút follow kênh ạ và bấm nút like ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.